Tại vì người ta nói khi mua mua thằng củi bắp gì đó mấy trăm, hai Dạ, trăm gì đúng rồi, đó. hai ba Dạ. trăm, bốn năm trăm thì cũng có cái loại Rồi để rồi xài rồi được. để tôi mua, rồi cho con tôi muốn cái gì thì cho con tôi nó lùn, Dạ. thấy đường tôi không thấy đường, biết Không. xài luôn. Dạ, Dạ. tại vì bây giờ ví dụ có ai tìm chú hay là tụi con muốn liên lạc với chú thì sẽ dễ hơn, Ừ, có điện thoại không thì có sẽ điện dễ thoại hơn. ha. Nhầm nhầm khi Đó. tụi con đi xa mà không biết là chú có ở nhà hay không, đi vô thì cũng Rồi lo rồi lắng. đó, đi mần cái này mần cái kia gì. Dạ. Bây giờ có để tôi mua mua đại cho con tôi có gì Dạ. Cái chừng con thấy điện thoại trắng đen đó thì cũng 300 400 cũng có, thì mình có mình liên lạc cũng tốt lắm. Nghe thấy chú mừng quá nhưng mà không có biết nói lên lời nào á. Đã bao lâu rồi chú mới cảm nhận cái niềm vui? Trời ơi, bây giờ 59 tuổi rồi mới được số tiền được lớn nhiều nhiều gì, Dạ. gán mình phải gán nữa, đừng có thấy người ta giúp mình rồi mình bỏ bê đi ăn Dạ. nhậu đi mà bỏ cái này bỏ cái đâu được, Dạ. cái này mình phải gán lên, mình phải gán lên nữa chứ, phải không tiến xuống nó phải tiến lên. Em phải vươn lên. Tại vì khi mà Mạnh Thường Quân á, nhìn qua cái ánh mắt của chú nhưng mà những cái công việc của chú thì họ rất là thương chú rất là nhiều, tại vì chú thật thà nhưng mà lo làm thì hầu như là cô bác ai cũng thương hết. Dạ. Phải vậy rồi mừng vậy, còn nuôi mấy nhỏ không muốn xong nó và yếu ốm lo đi đa do này cả Rồi đi đám tối ngày nữa. làm trời thôi thôi, cấp này hơi vắng rồi bệnh hoạn đó, Dạ. thôi nó lợi, nó Dịch bệnh. lợi mấy trên dòng này nè, nó lợi nó uống bia không à, có khi tôi không ở nhà nó hồi đó chưa chiếc cái bò này qua bên kia nó vô tự động nó vô uống, trong trời mưa lại nó vô chuồng bò tôi uống luôn, Dạ. rồi con cháu không ở trên dòng uống uống đi lợi Dạ. tự tự nhiên ở nhà ban ngày mình có gì đâu, mình đâu có sợ, chỉ đóng cửa thí dụ là cũng như hai nhỏ này, nó thằng này nhỏ gái đi học tôi phải giữ này, cắt cỏ thì đi theo, rồi nhà đâu đóng cửa gì đâu chỉ khép lại rồi nói, nhà tối mày muốn lấy được cái gì, có mua mày ghim cái cột nhà đó được, lấy đi, có già có bạc mẹ vậy lấy nó vậy đó. Tưởng đâu chú giấu vàng ở đâu chứ. Vàng cây không anh nuôi nó muốn chết rồi kìa, nó đi học ăn học kìa, nuôi hai thằng kia lâu lâu đi thăm lần, đi thăm lần cũng gắng dành dụm tiền được, đi xa lắm, từ đây tới Vĩnh Châu đâu phải ít tiền đâu, Dạ. phải đi một chuyến vậy là 700 800 ngàn Dạ. mới đủ tiền lên tiền xuống, đi xe viết sẵn rồi con học rồi cho tiền con mở nữa, nó vậy đó. Ở nhà chú đi đâu cũng đâu có lo lắng gì đâu. Nhà đâu có tiền bạc gì đâu sợ. Bữa vậy nói có tiền đâu mà lại lấy đi, bất quá mày lấy cái quạt đó đấy, Có kêu quạt có kêu quạt đi. quạt này biết sao không phải mua nữa, tới là gần tháng 7 đã giật chàng đi bến đó, Dạ. dẫn ẩm nhỏ này đi nè, nói con cứ ngồi đây đi, chừng nào người ta cái người ta thảy thẻ lại rớt xuống thì con lượm, nó lượm được cái quạt này nè, Quăng nó cái thẻ là lụm được cái gì là lấy cái đó hả chú? vừa thẻ đó nó cây quạt nó đặt có chữ trong đó, cây quạt nó lượm được Kiểu á, như mình bạc gió Dạ. vậy anh. Nó bạc Vậy là gió con bé này nó may mắn quá chú. Nó tính ra nó may mắn quá. lượm được á, tôi đâu có mua đâu, dễ gì mà mua. Dạ. Cái đèn này mới vô nè, vô điện này mới vô khoảng hơn tháng nè, hồi Gì? Tết Điện mới vô đây có 1 mới tháng vô thôi được, chứ. vô mới được vô đó, dành dụm mới được vô đó, Dạ. vô câu đuôi người ta không đó, người ta ăn thực cũng như một ký là tới là 2.000 người, tại người ta cũng câu qua câu lại có tốt lắm gì đâu, Dạ. uống thuốc không tôi nhức lên. Sáng giờ chú ăn uống gì chưa? Chưa có gì hết trơn á, Dạ. Bữa nay có tiền mà mình ăn phở hả chú? chắc không có đâu, uống rượu dữ Dạ. lắm rồi, À, cũng giống như mà có thì mừng lắm nhưng mà cũng không dám ăn xài đúng không để mình mua mình sắm mua làm cái vô cái đó mình Dạ đúng xài rồi. xài bậy bạ nó Nó hụt thiếu tiền á. hụt, Dạ. khó thà quen vậy rồi làm theo vậy đi, Dạ. đừng có tiền quá đặt cái sang chứ Dạ đúng vô rồi. nhậu kia nhậu gì Dạ. la làm bắt rồi Dạ. thôi, mình làm ăn vẫn làm ăn, mình tính cứ làm ăn không mình chịch Dạ. cái một
cái vụ khổ này nó theo tới cái đích mình á. Dạ. À, mình chịch mắc men cả là nữa mình nghèo nữa mình dạ. Gắng phải gắng lên, con từ từ mà nó cũng bự rồi. Dạ. Hồi mới có anh đứa đó tôi đi mướn ta nuôi không á, vậy mới nuôi nó nổi. Dạ. Mướn một ngày vậy hồi thời 10.000 lận á, tại hai vợ chồng đi mới mần là đủ là nuôi nó. Kiểu như là để hai bí ra rồi chú gửi. Chú gửi người ta không, nó con mấy người chồng. Đó là gửi hết. Dạ rồi hai vợ chồng đi mong muốn. Mới đủ nuôi nó, rồi nó học rồi, thằng lớn học rồi kế đó phải nuôi vậy gửi người ta không á. Dạ. Rồi tới nó lớn rồi, giờ nó đỡ, bây giờ không có cái gì. Nhỏ này đi học, thằng nhỏ nó đi theo tôi, đi cắt cỏ nó đi theo tôi, nó không chịu đi theo chế nó đâu. Bây giờ được nghỉ hè nó ở nhà đó. Nó vậy đó. Bánh mày ăn nữa. Giống ai. Bọn bánh con nó sao không hợp nhau. Kêu ra không chịu. Con không vô với ba là chú Phong không có đi mua tivi luôn. Nó kêu đi mua không à. Nó dạ. Thôi để chiều chút đi, để tôi sửa sạm này cho làm tắm. Chú tắm rửa, chú ăn uống rồi. Còn thiếu ba cái cỏ này chút nữa. Thế từ lúc nhỏ mà tới bây giờ mà chú mới có thể mà chuẩn bị mà đi mua được cái tivi ước muốn là rất là lớn của mấy đứa nhỏ luôn. Thì nãy chú cũng có chia sẻ thì ước muốn ha, chú có hai cái điều ước. Nói chung là đang cần thiết nhất là thứ nhất là bắt được cái cây nước vô ha chú ha. Rồi thứ hai là mua cái tivi, thì bây giờ cái điều ước thứ hai đã được hiện thực rồi. Dạ thì tụi con cũng mong rằng sau khi mà mấy anh em tụi con đăng cái clip này lên thì cũng được sự quan tâm của tất cả các cô chú mạnh thường quân. Thì nếu mà được như vậy thì tụi con sẽ quay trở lại đây một lần nữa để trao cho chú. Giờ chú không biết nói gì nữa. Thôi giờ để cho chú đi ăn cơm nha. Nói nhiều ở bên đầu bên đuôi. Dạ vậy thôi chú quá, đi chơi đi chú. Dạ, con cảm nhận được cái sự mà vui của chú mà. Mình không biết nói như thế nào để cho người khác biết được mình. Cái vậy đó cũng nói nhiều hồi đó, nhưng cái mình cũng quên, nó cũng mình cũng hơi già, cũng quên đầu quên đuôi. Dạ. Nhưng mà không bao giờ quên vợ quên con được đúng chứ. Trời ơi, quên nó không ai nấu cơm cho mình ăn đâu. Hôm qua nghe nói là cô lúc nào là chú đi làm về cũng đưa tiền cô hết, thôi là cho bỏ đói luôn. Đưa phân nữa, phân dạ. Nữa để mình lấy phân nữa để mình đi mua cái khác. Mua đồ dùng. Mình xài đó, thiếu cái này mình mua cái đó, thiếu gì mình mua cái đó, nói vậy đó. Hay không phải gì nhưng mà con thấy là người phụ nữ Việt Nam mình á, lúc nào cũng cần kiệm, nhưng mà biết sử dụng cái đồng tiền nó chính xác và nó tốt nhất. Nên chú làm như vậy cũng rất là đúng. Dạ. Mình bổn phận chồng người ta lại dạ. Nào mình thí dụ có khi tôi thấy nhầm người bổn phận chồng mà thấy ít làm để cho vợ làm, không thấy trời vợ nuôi chết kiếm. Dạ. Còn đôi tôi phải nghĩ gì, mình bổn phận chồng phải mình làm bệnh hoạn này kia nọ thì mình không nói, còn phải làm. Còn vợ tôi nó hay lắm, dạ. Mạnh mẽ lắm. Y mập vậy đó, y mập cái gì mập thuốc đó. Một lần tưởng chết đó, đi bệnh viện đó. Đi đa khoa Sóc Trăng này nè, người ta nói là bệnh nói khối u, tôi nói chết mẹ, khối u thì ung thư mẹ, còn cái gì nữa, tôi nói khối u là vậy rồi. Coi hết một tuần lễ, tới ngày thứ 6 chuyện đi đa khoa Cần Thơ đó. Dạ. Yeah. Bây giờ người ta trị xong xuôi rồi đặt quà, nổi ra tiền người ta cho tôi biết bao nhiêu. Cho địa chỉ đó, người 200, 150, cho một hồi mà cũng được 5 triệu mốt 50 ngàn. Ở dưới quê mà cho chú bao nhiêu đó là dữ dằn lắm. Ở đây vậy đó, dạ. cũng lục cho người 50, 70 chứ. Rồi ở đây giái không à, lúc thắp nhang trà giái cho bà sống, thấy con bà là đông người quá tội nghiệp rồi. Hiền này tội nghiệp giái lại thấy lắm. Rồi tới nay là cô khỏe hẳn hả chú? Rồi cô khỏe rồi mới mập luôn á, chỉ thuốc men nhiều. Dạ. Hồi đó ốm như tôi vậy đó, còn đâu có giật mập gì đâu, ốm nhom á. Trời, chú nói mà. Cũng thấy thương cô chú nhiều, nhưng mà bây giờ cho cô cũng hết bệnh rồi cũng mừng lắm. Mừng, trời ơi tôi đi không được nửa tháng, thức
sáng đêm luôn, đấm bóp trời, bóp này bóp kia la không, sáng đêm luôn. Dạ. Rồi ở nhà nó biết sao, ở nhà người này mua sữa cho, này còn nhỏ nè, bệnh 2-3 năm rồi, thằng này còn nhỏ xíu. Người kia mua sữa đã cho. Dạ. Mua lại cho thằng này, rồi thằng này rồi con đi nhỏ lớn, nhỏ chế nhỏ ý của nó tiếp nuôi. Rồi ở nhà lỏng bỏng rồi có ai đâu. Hai người kia đi học hành hết trơn có ai đâu, nhà thì đã khóa cửa. Dạ. Rồi bỏ luôn. Rồi ông Lục đó, ông người thứ hai đó lại tiếp cắt cỏ đứt hết tay rồi. Tôi nói thôi, nói tới vụ đó không biết nói là bao nhiêu cho hết đâu. Dạ. Khổ quá trời luôn mà. Dạ. Nhưng mà chú lúc nào là nói chuyện ra cũng rất là thiệt tình với thật thà. Dạ. Có khi tin không, tới thằng nhỏ đó, người ta nhỏ ý nó bắt đi ngủ ở trên kia. Con nhỏ gái đó ngủ mình ở nhà này nè. Yeah. Với thằng trai kia nó chưa đi học á, hai người ngủ. Thằng kia thì nó ghiền coi phim, thằng kia đi bỏ nhỏ này ở nhà. Rồi thấy nhà vậy đó mình ơn á. Tôi nói ra thôi, cái này là hết rồi, cái cực khổ này nó quá xá rồi. Yeah. Thấy mình ơn vậy mà nó ngủ mình ơn. Yeah. Vậy cực khổ rồi mình cứ cố gắng và phấn đấu nỗ lực hết mình. Rồi mình gắng bường. Yeah. Bường lớn. Tương lai mình cũng dám mà lo cho con cái để cho nó có cuộc sống nó tốt đẹp hơn, đúng không chú? Đúng rồi. Nếu mà mình không lo cho nó trước, mình không làm gương, rồi sau này con cái mình không làm gương, nó không theo mình đâu á, mình phải làm những vậy đó. Yeah. Rồi y còn nhỏ y không mấy gì hiểu, còn người lớn cái bên đây người ta nói nó phải hiểu rồi. Dạ. Yeah. Còn mướn người ta không nuôi, mướn người ta nuôi nó không. Dạ. Yeah. Ngày 10.000 tới người ta muốn được lên giá, ta nói bây giờ sập bông lên giá rồi, thêm 5.000 nữa 15.000, hồi tiền còn lớn nữa mà. Yeah. Rồi lâu lâu ta nói sập bông lên giá nữa, ta lên thêm 5.000 nữa 20, lên giá hoài, lâu lâu lên giá lần 25 tới là 50 là hết rồi. Con tôi thằng này coi người kia được nó đỡ. Yeah. Thì thôi nãy giờ con cũng cảm ơn chú rất là nhiều. Thì qua cái thông điệp trong cái đoạn video ngày hôm nay á, khi mà trò chuyện với chú á, thì Phong Nguyễn cũng với mấy anh em á, thì cũng mong muốn thì ở đây chú là một cái người dân ở dưới quê thì có cái nghị lực trong cuộc sống rất là lớn, lúc nào cũng phấn đấu rồi vì tương lai của cuộc sống hàng ngày và tương lai của mấy đứa con trong gia đình. Thì mong mọi người á, dù có bao nhiêu cuộc sống này á, nó có bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu vất vả vất vả, thì cố gắng phấn đấu nỗ lực hết mình, thì ông trời ở phía trên cao á, ông sẽ nhìn xuống. Và tới một lúc nào đó thì cơ hội sẽ thoát nghèo và sẽ đi lên để ngẩng cao đầu nhìn tất cả mọi người. Thì thôi cũng cảm ơn chú rất là nhiều luôn nha. Chúc chú nhiều sức khỏe và gia đình lúc nào cũng ấm áp, hạnh phúc. Và những đứa con sẽ là những người thành công và thành đạt trong tương lai luôn nha chú. Dạ, con chào chú. Dạ, con chào chú. Dạ. Mạnh giỏi ha. Dạ, cảm ơn chú. Chào chú.